tin mới, bất ngờ một tiến sĩ Việt Nam lên tiếng về vụ việc thầy Thích Minh Tuệ mới nhất. Mến chào quý vị khán thính giả đang nghe và xem kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức, đời sống và xã hội. Kính thưa quý vị và các bạn, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng là một tiến sĩ ngành giáo dục học, nhà khoa học, công chức, nhà hoạt động xã hội người Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam. Ông là một nhà phản biện xã hội và chuyên gia trong lĩnh vực khoa học chính trị của Việt Nam. Sau khi hiện tượng sư Thích Minh Tuệ nổi tiếng trên mạng xã hội, thì cũng kéo theo không ít những người thuộc tầng lớp trí thức trong xã hội lên tiếng ủng hộ sư Minh Tuệ. Trong đó, trên trang cá nhân của mình, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng cho biết, sư Thích Minh Tuệ đã tạo ra hiệu ứng xã hội to lớn nhờ mang lại cho công chúng những giá trị đang bị thiếu hụt, đó là đạo hạnh và chân tu. Hay như trên trang cá nhân của giáo sư Ngô Bảo Châu cũng lên tiếng về sư Minh Tuệ như sau: ai cũng biết rượu, thuốc lá và các chất kích thích là những thứ mà cơ thể không cần. Chúng không hỗ trợ cuộc sống mà còn hủy hoại nó. Người ta vẫn dùng rượu, thuốc lá và đôi khi cả chất kích thích vì chúng làm giảm nỗi đau tinh thần, đôi khi còn tạo cảm giác sung sướng. Người ta sẵn sàng hy sinh lợi ích của cơ thể để làm giảm nỗi đau tinh thần hoặc để tạo ra một khoảnh khắc sướng ngắn ngủi nào đó. Thực hành tôn giáo cũng là một cách để giảm nỗi đau tinh thần, thường thì tích cực hơn so với rượu, thuốc lá và các chất kích thích. Thường thì việc tu tập không có hại cho cơ thể mà còn tốt cho cơ thể. Thường thì việc tu tập của một người làm cho cuộc sống của người khác trở nên dễ chịu hơn. Tất nhiên không phải lúc nào cũng thế, vì sẽ có nhiều tà giáo. Mấy người nói ai trồng lúa cho sư ăn quả là thiện nghĩ. Kể cả khi ta bỏ ra ngoài yếu tố linh thiêng của tôn giáo, thì quan hệ giữa người dân và nhà tu hành vẫn là hai bên cùng có lợi. Người đến chùa làm công quả một cách tự nguyện, làm những việc có ích cho chùa, nhưng tạo cho mình sự an vui trong tinh thần. Cũng như trong xã hội, mọi quan hệ và sự trao đổi phải được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận, tự nguyện. Khi một bên tranh thủ uy thế về tinh thần để dọa dẫm, uy hiếp người khác nhằm tới những lợi ích vật chất thì đó là sai. Tôn giáo đã trở thành tà giáo. Từ khi biết đến sư Minh Tuệ, mình có thêm niềm vui là nghe những lời nói ngây ngô, đáng yêu của sư. Nghe Minh Tuệ nói, xem sư đi lại, mình cảm thấy tinh thần mình yên ổn. Những điều ngây ngô sư nói là mình cảm thấy yêu mến, kính trọng sư. Đám đông đi theo có lẽ không đơn thuần là vì bị kích động bởi mạng xã hội, mà có lẽ cũng như mình, tin rằng đây là bậc chân sư. Kính thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng và giáo sư Ngô Bảo Châu, có thể phần nào cho thấy được sự lan tỏa của hình ảnh sư Thích Minh Tuệ lớn đến như thế nào trong lòng công chúng. Ông chưa bao giờ tự nhận mình là sư hay thầy của bất cứ ai. Ngay cả Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã ra văn bản để khẳng định điều này. Thế nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản người dân tiếp tục gọi ông là thầy để đại diện cho hình ảnh của một bậc chân tu thoát tục. Nhiều ý kiến còn dùng thầy Minh Tuệ để so sánh với nhiều vị tu sĩ Phật giáo thuộc các ngôi chùa lớn nhỏ khác thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng đã có những hành xử và lời nói không đúng mực, gây mất niềm tin trong lòng công chúng với Đạo Phật cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiêu biểu như có những nhà sư truyền bá chuyện vong báo oán mỗi năm thu 100 tỷ như trên tờ báo Lao động có phản ánh, hay chuyện trưng bày xá lợi tóc Đức Phật có thể ngọ ngoại được dù đã trải qua hơn 2.600 năm, gây xôn xao dư luận. Luận giải kiếp trước kiếp sau một cách nhảm nhí phản khoa học nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại. Hay mới đây nhất, có vị sư thầy còn đích danh gọi sư Minh Tuệ là ba trợn với giọng điệu đầy sân si và hằn học, chưa thể xứng đáng được gọi là một bậc tu hành. Người này từng nói cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh, vì lúc nằm võng, nhất là nằm gần đường, tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình đưa chân vô mặt hết, nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là vì vậy. Kể cả việc ma đói còn không nói được,
ông này nói đó là do lúc còn sống, dùng giọng nói chửi bậy, phỉ báng kinh điển và hát karaoke. Cho nên ai hát karaoke nhiều thì người đó có nguy cơ làm ma câm. Chưa bàn đến tính đúng sai trong những lời nói này, mà chỉ cần nhìn thấy hậu quả nhãn tiền, đó là những lời nói này mang màu sắc tiêu cực, hù dọa chúng sinh, khiến cho người ta sợ hãi, bối rối và thậm chí là ác cảm với đạo Phật. Vô tình biến đạo Phật thành một cơn ác mộng mang tên là tổn phước, ai nghe thấy cũng phải sợ. Thay vì tìm đến sự an lạc, nhẹ nhàng nơi Phật giáo, người dân chỉ nhìn thấy một màu sắc đen tối qua những lời nói này mà thôi. Cũng chính vì vậy, mọi người tôn vinh sư Thích Minh Tuệ chính là vì họ đang tôn vinh những giá trị tốt đẹp nhất của đạo Phật, tôn vinh cách tu hành đúng chánh pháp, tu bỏ tham sân si triệt để, chứ không chỉ là tu ở mồm như một số ma tăng, sàm tăng khác, nhưng thực ra họ lại còn sân si hơn cả một người không đi tu. Thực tế, không phải tất cả những tu sĩ khác đều hư hỏng và tham sân si hơn những người không đi tu, mà vẫn còn đó những bậc chân tu thực sự cũng buông bỏ được tất cả như sư Minh Tuệ. Nhưng họ cũng dễ dàng bị chìm đi trước những sự nổi tiếng đến cực đại của các bậc sàm tăng ngày ngày đang giao giảng giáo lý trái với chánh pháp Phật giáo. Sư Thích Minh Tuệ tu hành theo 13 hạnh đầu đà là một việc làm cực kỳ khó thực hiện. Ngoài việc có ý chí kiên cường, tâm hồn thanh tịnh, còn là một niềm tin sắt đá vào bản thân và chánh niệm. Đồng thời, ông cũng sở hữu một sức khỏe vô song mà không phải ai cũng có thể làm được, để có thể đi bộ khất thực trên đường bê tông dưới thời tiết nắng nóng 40 độ C. Vì vậy mà không phải ai cũng có thể làm được tất cả những điều ấy như ngài Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ là người duy nhất mà mấy chục năm trở lại đây chúng ta mới được biết đến thế nào là tu theo hình thức khổ hạnh như vậy. Hình ảnh của ông Minh Tuệ đã truyền cho quần chúng nhân dân rất nhiều cảm hứng khi thực hành tâm nhẫn trong công việc. Một người tập học theo Đức Phật chưa làm gì lỗi đạo thì đáng được tán thán, chứ không đáng bị gọi là ba trợn. Giống như một ai đó đã từng nói, chỉ có thực hành chánh pháp mới mong vực dậy được đạo pháp. Hành giả Minh Tuệ đang trở thành một hình ảnh đẹp đẽ hiếm thấy và là nguồn cảm hứng lớn lao cho những người theo đạo và dân chúng nói chung. Điều đó là tích cực và nên được nuôi dưỡng giống như một hạt giống lành trong tâm mỗi người. Phật giáo có nhiều pháp môn, tùy theo căn cơ và những điều kiện của từng người mà áp dụng cho từng trường hợp. Nhưng dù là con đường nào thì cũng phải tuân thủ như là hạt nhân bất biến, đó là nghiêm trì giới luật để giữ oai nghi và phẩm hạnh. Nó giống như hiến pháp và pháp luật của một quốc gia vậy. Nêu một vài ví dụ như, hành giả Minh Tuệ không nhận tiền và giữ tiền, nhưng đối với những người xuất gia mà trú xứ là chùa thì tất nhiên cần phải có tiền bạc để duy trì các hoạt động Phật sự. Nhưng tiền ấy không phải là của riêng trụ trì hay một cá nhân tăng sĩ nào đó, đó là tiền của tăng chúng và thí chủ. Nó giống như là ngân sách nhà nước vậy, là tiền của dân. Công đức chỉ được quản lý và sử dụng vào việc kiến tạo xã hội và phục vụ an sinh. Ai lấy làm của riêng là phạm tội tham nhũng và phải bị xử lý hình sự. Vì thế, tiền chùa cũng phải được quản lý và chi dùng một cách đúng luật, công khai, minh bạch, đúng mục đích. Việc biến của chung thành của riêng, cất giữ cho cá nhân là phạm pháp. Ngày nay, vì không tuân giữ những nguyên tắc của đạo, mà không ít những ông sư, bà sư đã giàu lên như một đại gia thứ thiệt, có nhà lớn, xe sang, đồng hồ hàng hiệu, sống xa hoa như ông hoàng bà chúa. Những kẻ như vậy chỉ là hạng giả tu, mượn danh Phật mà mưu cầu lợi lộc, phá nát đạo pháp. Và điều hay cho rằng sư Minh Tuệ chính là một bậc chân tu, bởi vì ông sống hoàn toàn khác với những kẻ giả tu đang nhởn nhơ ngoài kia với cuộc sống xô bồ. Họ sẵn sàng bày ra những trò mê tín dị đoan để kêu gọi những khoản tiền khổng lồ của những người mê muội, để bản thân mình được sống trong giàu sang nhung lụa, đi xe hơi đời mới, xài điện thoại vơ tu, đồng hồ trị giá hàng trăm triệu, phát biểu những lời nói phàm tục, thô bỉ mà nếu như Đức Phật có nghe qua cũng phải lắc đầu ngao ngán than rằng thời mạt pháp. Còn sư Minh Tuệ, ông tu theo 13 hạnh đầu đà,
sống mỗi ngày bằng chén cơm dâng cúng của người mộ đạo. Một đồng bạc không bỏ túi, một mét vải không dám nhận. Y áo chỉ ghép từ những miếng vải lượm ở đống rác, nghĩa trang. Hai chân thoăn thoắt trên những con đường nắng táp mưa xa, mà vẫn giữ lòng thanh thản, đôi mắt sáng ngời, luôn giữ giọng khiêm cung của bậc tu hành. Tôi theo dõi nhiều video clip, nhìn thấy ông mà thương cảm quá. Càng kinh hãi hơn khi biết được rằng ông đã đi, đã sống như vậy đã gần được 4 năm nay. Cứ nhìn lối ngồi kiết già của ông thì rõ, nếu không dạn dày 5 tháng thì không bao giờ ngồi được như vậy. Song lòng thương ông còn thể hiện ở một cái nhìn khác. Ông đang bị bất lực, rơi vào một mớ bỏng bong, hỉ nộ ái ố của lòng người. Có những bà cụ 70-80 tuổi vẫn thành kính sụp lại ông. Có một vị sư nữ y áo nghiêm chỉnh đảnh lễ với ông bằng tất cả niềm thành kính. Nhưng rồi chung quanh ông vẫn còn có những TikToker, YouTuber thực hiện những phóng sự để quảng bá kênh của họ 24/24, khiến cho sư Minh Tuệ không có thời gian để nghỉ ngơi tu tập, ngay cả đến việc đi vệ sinh tối thiểu cũng gặp nhiều khó khăn. Tất nhiên, trước những phản ứng trái chiều của công chúng, thầy Thích Minh Tuệ vẫn giữ vẻ bình tâm đáng ngưỡng mộ của bậc tu hành. Phải từng cảm thấy bất bình, giận dữ và khinh bỉ như thế nào trước những trò múa rối của đám sàm tăng hiện nay thì mới cảm thấy hết được lòng ngưỡng mộ đối với bậc tu hành chân chính như thầy Minh Tuệ. Nhiều ý kiến tiêu cực về ông cho rằng sư Minh Tuệ tu tập rốt cuộc cũng chỉ để phục vụ cho mục đích cá nhân của ông mà thôi, không góp phần cải thiện xã hội, làm tốt cho đời. Và điều hay cho rằng lập luận đó có phần hạn hẹp, chỉ nghĩ đến cái trước mắt mà không nghĩ đến cái lâu dài, chỉ biết cái bên ngoài mà không nắm được cái cốt lõi bên trong. Hơn 2.500 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung vàng điện ngọc cũng chỉ để lang thang khất thực và ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề. Cuối cùng, chính sự giác ngộ của cá nhân ngài đã tạo nên một lớp đệ tử chân truyền, và đạo pháp của ngài được hoằng dương cho đến tận ngày nay. Chỉ riêng cuộc sống đạm bạc đến mức tận cùng của thầy Minh Tuệ cũng đã là một bài học lớn cho chúng sinh, giúp cho nhiều người mê muội tỉnh ngộ khi nhìn thấy sự lợi dụng tôn giáo của đám sàm tăng, lớn tiếng kêu gọi sự cúng dường, lại còn phân biệt tiền chẵn tiền lẻ, gạt gẫm tín đồ bằng những lời hứa hẹn kéo dài hàng chục kiếp. Mình tin rằng trong số hàng ngàn, hàng chục ngàn người mê muội ngồi nghe đám sàm tăng giao giảng, sẽ có nhiều người nhìn vào cuộc hành trình đầu trần chân đất của sư Minh Tuệ mà ngộ ra được lẽ phải ở đời. Nếu được như vậy thì sao lại cho rằng thầy Minh Tuệ sống chỉ cho cá nhân mình? Cuộc đời của thầy đã không phải là một tấm gương, là một bài học đáng trân trọng hay sao? Từ khi xuất hiện những hình ảnh của sư Minh Tuệ trên mạng xã hội đã làm cho biết bao người dân cảm thấy xúc động, yêu mến, ngưỡng mộ, bởi vì tinh thần vì đạo Phật chân chính của sư chính là niềm cảm hứng cho mọi người sống tốt hơn, giúp đoàn kết dân tộc hơn, mỗi người dân xích lại gần nhau hơn. Thậm chí không riêng gì các Phật tử, mà ngay cả những người không theo đạo Phật thuộc các tôn giáo khác nhau, chẳng hạn như Công giáo, nhiều người họ vẫn bày tỏ lòng yêu mến dành cho sư Minh Tuệ nói riêng và đạo Phật nói chung. Nhiều người họ nói thế này: tôi là người đạo khác, nhưng hàng ngày tôi vẫn theo dõi ngài Minh Tuệ. Hình ảnh của ngài làm cho chúng tôi rất xúc động, xao xuyến ngưỡng mộ. Điều đó khẳng định một điều rằng hình ảnh của một bậc chân tu đích thực, nó không chỉ có ảnh hưởng đến các Phật tử nói riêng, mà còn ảnh hưởng đến cả khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung. Nó làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Chính vì vậy, một tấm gương tuyệt vời như nhà sư Minh Tuệ rất đáng để chúng ta trân quý. Đức hạnh của sư Minh Tuệ đã ảnh hưởng to lớn đến người khác, làm thay đổi cách suy nghĩ cũng như cải hóa đạo đức của quần chúng nhân dân một cách căn bản. Ông đang trở thành một hình mẫu cho mọi người khởi lòng hướng thiện, hướng thượng và tu sửa bản thân. Đó chính là con đường giáo hóa mà Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta qua các giáo lý của ngài. Chính vì vậy, từ câu chuyện của sư Minh Tuệ, Vạn Điều Hay cho rằng những người đang khoác áo tu hành xin hãy là những tâm hồn cao thượng, mang lý tưởng lớn lao, phụng sự xã hội, không chỉ tự mình mang đến hạnh phúc cho bản thân mà còn có trách nhiệm gánh vác chấn hưng văn hóa,
bằng chính đời sống phẩm hạnh của mình. Hiện tượng sư Minh Tuệ cho chúng ta niềm tin về một con người tự nguyện tu tập, về một con người tự do theo hay không theo tôn giáo. Sư nói: con chẳng phải là sư hay là thầy gì cả, con là một công dân Việt Nam học tập theo lời Phật dạy mà thôi. Dân chúng đang khao khát một hình ảnh nhà sư đời thường như vậy. Hay họ liên tưởng đến triết lý tu tại gia của Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ hơn 700 năm trước. Nếu bỏ qua những việc lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để câu view, câu like, để nổi tiếng, để kiếm tiền, để làm quá lên hay chống phá chính sách tôn giáo của nhà nước, thì hình ảnh một người tự tu theo đạo Phật cho ta thêm niềm cảm hứng mới. Đó là cảm hứng về tự do, cảm hứng về vượt qua mọi cám dỗ vật chất, cảm hứng về tâm hồn vô tư trong sáng, cảm hứng về nghị lực sống. Một người không phải tu sĩ nhưng vẫn được mọi người gọi là sư, là thầy, thầy Thích Minh Tuệ. Tôi mong rằng mọi người hãy để cho sư được yên tĩnh tu tập theo cách mà thầy muốn, trong giới hạn quy định của pháp luật và đạo đức. Hiện tượng Thích Minh Tuệ cũng nói lên thiện cảm rất lớn, một niềm tin với Phật giáo, với những nhà tu hành chân chính, không tham sân si trong những ngày đang diễn ra lễ Phật đản. Có thể một lúc nào đó, hành trình của thầy Minh Tuệ sẽ dừng lại, chọn một hang núi tiếp tục ẩn tu. Nhưng hình ảnh của chiếc y áo vá víu sẽ còn đó như một biểu tượng, khiến cho ta liên tưởng đến những chiếc áo sang trọng lộng lẫy của những ma tăng. Đôi chân của thầy không bộ hành chân trần trên đường đá sỏi bùn lầy, nhưng cũng đủ cho người ta nhớ về những chiếc xe sang, những chiếc đồng hồ, hàng hiệu hào nhoáng đâu đó. Đôi tay gầy guộc chấp lại đáp lễ tất thảy mọi người, và ôm cái nồi cơm điện hỏng làm y bát, khiến cho người ta nhớ về đôi tay thanh thoát điêu luyện túm phong bì cúng dường cho vào bình bát của ai đó. Sự xuất hiện của sư Thích Minh Tuệ đang làm sống lại hình ảnh của chư cổ Phật, của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhắc nhở khuyên răn chúng sinh hãy đi theo con đường bát chánh đạo để cùng nhau hướng về bến bờ giải thoát. Mọi hành vi phương tiện nói xấu, gièm pha chửi bới, nhục mạ, bức hại sư Thích Minh Tuệ càng chứng tỏ một điều: đạo từ bi trí tuệ của Phật đang không ngừng tỏa sáng trên đất Việt. Cách đây hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dụ ngôn, sau khi Ngài ly thế, cũng chính là bước vào thời kỳ mạt Pháp, mà Phật Pháp của Ngài sẽ bị phá hư, diệt vong. Và trong thời kỳ mạt Pháp sẽ xuất hiện nhiều tăng nhân giả làm thiện tri thức đưa chúng sinh lầm đường lạc lối. Trong Pháp Diệt Tận Kinh có viết: những ma sư sau khi đã hủy hoại Phật Pháp, tạo nghiệp xong rồi, cũng không dụng tâm tu đạo đức, chùa chiền lúc này trở thành nơi ở của những kẻ buôn đầu cơ. Chúng chỉ tham tiền tài vật chất, tích lũy để giàu, cũng không tu phước đức chân chính. Đến thời đại này, những người có phẩm hạnh xấu xa trở thành nô lệ cho đồng tiền, hoặc nô lệ cho danh lợi, xuống tóc đi tu trở thành ni cô hoặc sư. Chính đạo suy yếu đều vì đám sư sãi ma quỷ này. Cũng có những kẻ vì trốn tránh quan trường, truy xét mới nương nhờ cửa Phật, cầu nơi dung thân, trở thành thầy tu nhưng không thể giữ được giới luật. Tuy bề ngoài vẫn tụng niệm giới luật, nhưng trong lòng chán ngán, buông thả, cơ bản là không muốn nghe Phật Pháp, hoặc lược bớt nội dung, không dám nói hết. Thêm nữa, họ không thể học thuộc kinh điển, cho dù thỉnh thoảng có người đọc được, nhưng lại không thể hiểu được chữ nghĩa và câu cú. Bản thân không thể hiểu được kinh sách mà không chịu tham khảo ý kiến của người minh trí, tự cao tự đại, ham danh tiếng mà làm ra những trò hư ngụy, cố ra vẻ tao nhã, tự cho mình vinh quang, trông mong người khác đến cung cấp nuôi dưỡng mình. Có thể nói, sự phá hoại từ bên trong là sự phá hoại nguy hiểm nhất. Những người khoác áo Phật gia nhưng không chân tu đã làm cho diện mạo Phật Pháp bị hoen ố, khó lý giải và trở thành hiện tượng dị đoan trong mắt người đời. Đó là một tội ác, cũng là sự phá hủy con đường mà Phật Đà lưu lại cho thế nhân. Thế sự vạn biến, thật giả khó lường, cái giả, cái tà, cái ác sẽ mượn danh cái chân, cái chính, cái thiện để lừa dối người ta, mê hoặc dẫn dụ người ta. Như thế, phải dùng trí tuệ của Phật Pháp để phân biệt thật giả, chính tà, thiện ác, bám chắc vào Pháp, chứ không chạy theo số đông, không nghe theo danh tiếng của người thầy nào đó hay danh tiếng của một môn phái nào đó,
Như vậy mới không bị mê lạc vào con đường tà ma vương đã sắp đặt sẵn. Xuất phát từ lòng từ bi với con người, Phật Thích Ca Mâu Ni đã đưa thiên cơ trọng yếu này vào các dự ngôn của mình, lấy đó khải thị người đời sau phải khai sáng để tự cứu, thoát khỏi kiếp nạn và hướng về kỷ nguyên mới của lịch sử. Mong rằng những ai hữu duyên có thể tìm được và đắc được cơ duyên vạn cổ để có thể giải thoát chính mình. Khi cơ hội đến thì hãy nắm bắt, đừng bỏ qua. Kính thưa quý vị và các bạn, hình ảnh sư Minh Tuệ chân đất trên người khoác một bộ y áo làm từ các mảnh vải vụn chắp vá, tay cắp lõi một chiếc nồi cơm điện, lang thang trên khắp các nẻo đường để tu học, khiến cho nhiều người xúc động gọi ông là bậc chân tu. Và đều hay tin rằng ánh sáng của sư Minh Tuệ sẽ không bao giờ tắt. Ánh sáng ấy còn hơn cả hàng ngàn vạn lần cúng dường, hàng vạn quyển kinh sách, mạnh mẽ hơn tất cả những thứ như vòng báo oán để thắp sáng niềm tin của quần chúng nhân dân và Đức Phật. Đức Phật chẳng ở đâu xa xôi mà ngay ở bên cạnh chúng ta mà thôi. Sư Minh Tuệ đã truyền cảm hứng cho bao người dân về tấm lòng từ bi bác ái cũng như sự buông bỏ ngã chấp trong đời. Việc gốc rễ thiện trong lòng hoặc những suy nghĩ tích cực bên trong, tất cả chúng ta dù thuộc bất cứ thành phần nào trong xã hội, là người giàu có địa vị hay là thường dân nghèo khổ, cũng đều sẽ có thể hành thiện được. Trên đây, Vạn Điều Hay đã gửi đến quý vị và các bạn tin mới: bất ngờ một tiến sĩ Việt Nam lên tiếng về vụ việc thầy Thích Minh Tuệ mới nhất. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.